Vợ. Ừ? Làm vợ thì cũng cực. Thế à? Lâu mới đến giờ. Hả? Rồ hồ. Chị ý chửi. Ủa anh vừa khóc đây. Để anh chặt cậu một người khóc. Dạ. Em mong anh ra đi mong mình sẽ. Em bóc ra nhỉ? Bóc làm gì để cho đẹp kiếp. Mấy lần nó xước ra nhìn xấu lắm. Trông xước mà em. Nhưng mà nó dính bụi vào đây. Trông xước anh cầm tay xem. Hờ vào. Hờ vào. Nhưng mà nếu mà cái miếng đấy là nó quay không được nét. Đây có quả ấy. Đến lúc gặt được ăn rồi. Dồ. Nó bóc lốt ra. Đây đây, roi rụng đầy đây đây. Bóc lốt. Để con nữa bị khớp cắn ấy. Cơ bản là mình đừng có sợ vào nó là được. Thế chị yêu anh ở tận đâu? Anh nhớ chị yêu nào? Chị đâu phải dung đéo lên đấy. Ngồi nói chuyện. Hơn tưởng học trò của anh ấy. Tưởng quái sao con này. Học trò mà. Quái sao con này. Học trò nhưng mà dạy yêu. Trò dạy nó học tin mà không thể ngồi máy tính luôn đi học. Nhưng mà dạy yêu. Lên đi chứ. Lớp học mọi điện chất mà học máy tính á, xếp xếp vốc phép vừa vừa. Mọi điện chất nào? Chị ấy thấy không? Chị ấy ở Facebook đây. Học mỏ địa chất nhưng mà chuyên ngành bên công nghệ thông tin. Thế hả? À thế. Thế là bên làm cái gì mà phải học công nghệ thông tin? Hả? Bác cậu đang chăn dê đấy. Dí lại nhổ nhẹ dê đi. Thế à? Thế thôi đi đường này. Cho bác chăn dê lên không khí. Nó còn lâu lên. Chăn dê lên đây là đường nhà anh mà anh không cho lên mà được à? Sắp ra trường nhờ. Hả? Bà đấy sắp ra trường nhờ. Sắp rồi. Mới đang đồ án tốt nghiệp đấy, mới anh mới dạy đây. Cưới mẹ. Liên quan đến cưới. Mẹ. Ở tận đâu? Mày hỏi làm cái gì? Thì em quê này. Không. Thấy hợp nhau phải này. Không. Bán mẹ. Như này đi quay suối. Cưới lên vợ sớm hơn cả xưa đó. Dạo ngủ vợ đỡ vợ máy tính. Thì không ấn máy tính thì mày ăn cứt à? Mày lấy cái gì mày ăn? Cho vợ làm. Thì sáng ăn máy tính, tối ngủ vợ. Ngủ vợ. Thôi. Hợp lý rồi. Con trẻ kêu trâu chú mày. Trâu hỏi chấm, em kẹp anh có 6 tuổi rồi đấy. Có 6 tuổi. Anh bị ngu à? Đúng rõ rồi không? Nhưng mà là người ta gọi là 6, có 6 tuổi. Mày có bao nhiêu con giáp hả? Có 6 con giáp. Tức là lúc anh học lớp 1, lúc anh học lớp 1 là em đang bảo là tổng số có bao nhiêu con giáp? 12 con. 12 con là mày mẹ một nửa rồi mày còn bảo có à? Đây nha, đây là cái đất của em, bố mẹ chưa cho em quả này. Đâu? Đấy, bãi này. Bãi bên này á? Ừ. Sầm xí. Ờ, bãi ngô này anh bảo quái. Bãi ngô là của nhà anh đấy. Của nhà anh tôi bố láo. Bố mẹ em phát cả mấy tháng ngày liền đấy. Chả liên quan, ngày xưa anh câu cá chỗ này là bãi đất của nhà anh. Láo. Hay đi nhặt rau dớn nhỉ? Ăn đi. Ui nhưng mà cỏ. Bố anh vừa phun xong đấy, đâu mà rau dớn. Ờ chắc là phun dưới. Ui, đoạn này có cá nhiều, thầy đi quay. Cá hả? Nhưng mà rậm lắm. Cứ đi đi. Anh mong em ra đi, anh mong người đừng quay. Ui, có cái phim đấy đây. Cái động động đây. Làm gì có cái gì đâu. Chưa mưa trên dưới xuống cái cá. Có chất đỏ đấy. Sao? Anh không chịu ý. Có một cây sâu da này. Trong nghiêng nghiêng không? Kiểu nghiêng nghiêng về mặt mình. Cái này nó không biết nhìn có cái rõ không? Anh chả phát cái này đi. Nó thích vào ruộng à?
Cái này có phải ở nhà anh đâu. Rồi chán rồi. Đấy con gì đâu? Con này trống nữa. Có, con sâu này giờ sâu thế. Con này chứ giờ vẫn thấy nó chuồn chuồn chết. Sâu thế. Dưới ít nước ấy nhỉ? Mẹ. Mùa này chỉ ít nước rồi vẫn mưa to đâu. Rồi vẫn mưa. Đây suối. Một con suối. Tiền ở nhà anh. Tí về mà lấy lại đi đây đi rồi nhà. Đây nào được. Đây đây là cây rau dớn nha. Đấy. Ăn được phun thuốc ở ruộng này đấy. Nhưng có ăn đâu. Chỗ này có cá chạch rồi nha. Bụi bụi rồi. Câu hay có cá chạch. Úi, ủa cái con cái to. Đâu con cá ở đâu. Đấy, vừa nhảy nhảy đấy. Nhưng mà đây không phải con, đây là con cá sảm thì phải. Từ cái đợt mà bọn kia nó thả thuốc ấy, thể chán vậy. Mẹ uống thuốc từ rau tối quá. Thôi đi lên đi, thuốc thối lắm, đi đi. Phun bố anh phun đằng này thôi. Đi đi đi. Mày điên là phun dưới kia kìa. Dưới kia đến ruộng nhà anh rồi đấy, bây giờ mất đến ruộng nhà anh. Này rồi bãi này có cá chạch cá chê. Mất ngứa đít. Ngứa hết đít. Ngứa đít thật. Cái này từ làm vợ đấy, ngứa chứ. Con này chúng rung mạnh thật đấy. Mày rồ à? Chả liên quan. Cái này mày có rung mấy đâu mà. Cái trên nhà mấy đấy, trên cái bạch lên, đỡ dặm, đỡ dặm. Dặm lắm. Nhỏ dù rõ đẹp chứ, đầu đây ở lâu thì phải đi rồi đẹp. Bãi ngô như này mà, dụ lên. Dẫn mất bao nhiêu đây, phải đi dặm. Sao lúc cái có lũ đấy lại không xuống chặn nó đi? Chặn nhưng mà khi khô không kịp. Lấy tay chặn là. Em chặn cái này này. Chỗ này lấp hết rồi à? Lấp đâu mà lấp. Lấp đi gì nữa. Đúng đây nó lấp. Dồ, cái này nhà mày lấp. Điên là anh nhìn nó hơi sức trâu nó rồi lấp chỗ này phát cái chỗ này sức chết đi rồi. Anh nhìn chỗ này phát cái bãi này như như nào. Phát tay như thật máy chết. Máy nó hoa đấm này thôi. Nhiều tay. Sao đây nó cứ mọc lên cụm lầu to tướng thế này. Lầu đâu? Đấy. Đây bố em bảo phát sắp chết rồi ra. Nó vẫn mọc đây. Mọc loại này nó mọc dài lắm. Phát nó không chết đâu, cái này chỉ có đốt. Đốt thế như này có một cái bãi to tổ bố ở mày đây. Đốt nhưng mà cái đề nó vẫn bay xuống. Ui, có cây bẫy cá kìa. Cái lá bẫy cá kìa. Giờ bẫy cái loại đấy thì chỉ có nóng mồm chứ chả có cá đâu cả. Mày nhìn thấy ruộng như anh phát cỏ sạch như thế này cơ mà. Hôm lũ nó lên đây thôi bố à. Điền à, lũ lên đây chỗ này rậm. À sao lại bờ ruộng nhà anh nó lại không rậm. Bờ ruộng nhà anh người đi qua kể lại rồi đấy. Cái kia cũng quả đi. Cái gì? Đâu vậy? Đâu? Mắt bị cận rồi. Mắt bị cận mà tầm đấy không nhìn thấy dâu đâu. Đây đi, sang ăn đi. Sang đây. Đi. Sao biết con đường nào đâu mà sang. Anh cũng có nhìn thấy quả đâu. Anh bị cận rồi. Ừ. Đây, xuống đây quay này. Anh mong em ra đi, mong người đừng quay cả. Ui, cá kìa. Thấy không? Kìa kìa, bơi đây đây. Ui, mà mẹ cần lấy cầu. Lấy cần đi em. Đi có hơi à. Ui, đây nhiều cá lắm anh ạ. Đây này. Anh ạ. Hả? Ờ, cái chỗ này mang cái mòn ấy đi răng. Cái mò là cái gì?
cái lưới, cái lưới giăng bẫy cá ấy. Anh ơi bẩn lắm. Bẩn đâu, anh thấy nước trong veo rồi. Đây này, bao nhiêu cá sàm này?